Khi mà các bạn chọn mua một em chó thì các bạn phải để ý tới phần mắt, mũi, răng miệng, tai của các bé như thế nào và vấn đề về ngoại da. Thì mình sẽ đi sâu chi tiết vào từng bộ phận. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Pet Para Nha Trang. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách mà các bạn có thể chọn mua một em chó đẹp và khỏe mạnh là như thế nào. Đầu tiên các bạn phải tìm hiểu một số thông tin cơ bản về cái dòng chó mà các bạn đang muốn mua. Thì các bạn phải tìm hiểu về form dáng, màu sắc, lông như thế nào là đẹp. Và đặc biệt là các bạn phải tìm hiểu tính cách của các bé, xem các bé có phù hợp với cái điều kiện nuôi của các bạn hay không. Thứ hai là chúng ta phải chọn mua ở những cửa hàng hoặc là trại chó uy tín và có những con giống đẹp, vì họ sẽ có những kiến thức cơ bản để tư vấn cho các bạn cách chăm sóc một chú chó khỏe mạnh và đẹp là như thế nào. Vấn đề sức khỏe là vấn đề mà quan tâm hàng đầu của các bạn khi các bạn chọn mua một em cún. Các bé phải được tiêm vaccine và sổ dung định kỳ ít nhất một mũi vaccine, và nếu như các bạn tìm mua được các bé mà tiêm từ 2 đến 3 mũi vaccine thì rất là tốt. Tuyệt đối các bạn không nên chọn mua các bé không tiêm vaccine và cũng như không tại dung. Khi mà các bạn chọn mua một em chó thì các bạn phải để ý tới phần mắt, mũi, răng miệng, tai của các bé như thế nào và vấn đề về ngoại da. Thì mình sẽ đi sâu chi tiết vào từng bộ phận. Đầu tiên là mắt. Mắt các bé phải sáng, trong, không chảy gàng. Mũi phải có một độ ẩm nhất định, không bị khô và tuyệt đối không bị chảy nước mũi. Răng miệng, các bạn phải vạch răng lên, các bạn xem được là nướu các em có hồng hào hay không, và đặc biệt là các em không bị chảy nước bọt. Tai phải khô thoáng, không bị viêm tai, chảy nước quá nhiều hoặc là quá nhiều rẫy tai. Thì như vậy các bạn để ý các bé, nếu như các bé bị viêm tai thì các bé sẽ rẫy rẫy cái đầu liên tục, rẫy đầu liên tục, để các bạn không chọn nuôi các em bị viêm tai. Không có vấn đề về các bệnh ngoài da như nấm, ve, ghẻ và lông mượt không rối. Nhịp thở tốt, không bị ho. Vì nếu các bé mà nhịp thở không đều, các bé bị ho thì đang là các bé đang bị viêm phổi và rất là khó trị. Và các bạn lưu ý là nếu mà được thì chúng ta nên xem cún ăn uống trước khi mua. Các bé phải háo ăn. Các bạn phải theo dõi phân các bé, nếu có thể phân phải đẹp, chặt và khuôn. Không nên chọn các bé biếng ăn đi phân lỏng. Nếu mua online thì các bạn có phải bằng cách này cách khác, các bạn gọi video call trực tiếp để xem các bé ăn và các bé đi phân. Nếu phân lỏng thì các em có thể hiện được qua phần lông đít của các em. Vì phân lỏng thì khi mà các em đi, các em sẽ bị dính lên rất là nhiều ở cái vùng lông xung quanh hậu môn. Thì vậy các bạn để ý cái phần đó, nếu cái phần lông nó sạch sẽ, thô thoáng thì các bạn nên chọn mua những em đó. Ưu tiên mua các bé ở những nơi cho ăn hạt cao cấp và biết uống nước bình. Và lưu ý là các bé không quá ốm. Chọn mua các bé lanh lợi, chạy nhảy, quậy phá, quấn người, vì lúc này các sức khỏe các bé sẽ rất là tốt. Và vấn đề quấn người rất là quan trọng các bạn nha, vì các bé nó sẽ có được cái sự liên kết với các bạn. Thì sau này chúng ta sẽ về, chúng ta sẽ dạy dỗ, chúng ta nuôi các bé nó sẽ quấn quýt hơn và chúng ta dạy dỗ các bé nó sẽ tốt hơn. Và nếu khi các bé mà bị cụp tai, cụp đuôi mà các bé có dấu hiệu bị nhát á, thì các bạn cũng phải nên cân nhắc trước khi mua. Các bạn lưu ý là chúng ta cũng phải để ý cái khoảng không gian mà ở cửa hàng mà các bạn chọn mua, là cửa hàng cũng phải thông thoáng, sạch sẽ và đặc biệt là không có mùi hôi. Vậy nếu mà cửa hàng mà có mùi hôi của các bé quá nhiều, như là mùi phân, mùi nước tiểu á, là thật ra các bé không có được cái sự chăm sóc tốt nhất, nên các bạn cũng phải cân nhắc trước khi chọn lựa. Và dành riêng cho các bạn muốn lựa chọn một bé poodle đẹp, thì ở đây thì mình sẽ không nói vấn đề về màu sắc, vì màu sắc thì theo cảm nhận của các bạn và gu thẩm mỹ của mỗi người thôi. Đó. Về mình sẽ nói về lông. Thứ nhất là lông của các bé là phải dày, nhiều và không bị rối. Thứ hai là mặt của các bé, nếu các bạn chọn được con em mặt ngắn thì sẽ rất là xinh. Và thứ ba là form người của các bé, form của các bé là phải vuông người. Và một cái vấn đề rất là nhạy cảm là vấn đề về size của các bé. Và các bạn ở những các bạn lựa chọn một cái số dòng poodle như size nhỏ, như là size teacup, tiny teacup, tức là mẹ tiny và cha teacup, hoặc là size tiny, thì các bạn nên lựa chọn ở những cửa hàng mà họ nuôi sinh sản trực tiếp. Các bạn có thể thấy được chó cha chó mẹ trực tiếp để các bạn sẽ yên tâm hơn về vấn đề size. Người bán họ bán cho mình một size nhỏ, nhưng mà khi mà nuôi về các bé sẽ bị quá size, các bé sẽ bị to lên, thì như vậy thì sẽ rất là đáng tiếc. Như là bé này của mình là sinh ngày 20 tháng 5, hôm nay là bé được 3 tháng rưỡi rồi, mình đã tiêm được 4 mũi vaccine rồi. Đó, bé rất là nhỏ thôi, form dáng rất là nhỏ. Vì cha mẹ các bé là bé này đã xuất hiện trong cái video mình từ nhỏ đến lớn rồi, lên hình nhiều rồi, từ lúc mà mình cho con bú bình
đó, mình cho con bú bình nè, mình truyền sữa trực tiếp vào trong bao tử cho các bé nè, đó là em này cũng xuất hiện rồi. Và bú đồ tập cho bú đồ ăn hạt khô là em cũng xuất hiện luôn đó. Một số vật dụng cơ bản trang bị cho các bé trước khi về nhà mới là cũng em này luôn. Và mình hy vọng sau video này các bạn sẽ có một số kiến thức cơ bản cần thiết để chọn mua một em chó đẹp và khỏe mạnh. Nếu các bạn thấy video hay, hãy like, share, comment và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.